chồng thấy nó giật nó điện thoại đó. Vậy sao? Hình như gần đến đậu Thủy rồi, mẹ nhẹ điện thoại hết đi. Đây là tiếc thương. Tiếc thương mà như ninja vậy. Khỉ đâu? Ô, chim kìa. Wow. Mẹ ơi, chị điện thoại chưa? Đâu con khỉ đâu? Khỉ mà đến. Ta thấy con heo á, chứ mà ăn khỉ. Khỉ mà. Heo là con á. Con heo là ai? Heo là gạo. Còn con khỉ là ai? Con chim là ai? Con chim là sữa. Đây là gạo. Ê, trái hả? Tới gần rồi đó. Chúng ta đang đi vô rừng Amazon, quý vị ơi. Đây là khu rừng tràm trà sư. Mặt ong. Rừng tràm trà sư. Quầy thuyết trình mật ong hoa tràm trà sư. Mật ong á gạo. Quá đẹp vậy. Ủa đây là gì đây? Kính chào quý khách. Welcome to cha su trà sư. Welcome to gì? Trà sư. Im. Cái tay lấy cái tay lên nha. Coi cảnh đi không coi vậy. Ồ, có chiếc xuồng này đang chạy ngược lại kìa. Sống rồi. Nè, ồ, có chiếc xuồng quay ngược lại kìa, đó. Chào quý vị ơi.
Xin chào. Quẹo trái là gì? Rồi rồi. Ủa là khoảng khoảng bao lâu nữa quy định thời gian? Không có quy định. Mình muốn chơi ngày nào mình về. À.